Chào mọi người, hôm nay là một hành trình rất đặc biệt mà Tùng 4, tụi mình cùng đồng hành cùng nhau. Đó là thăm mộ bác Fujiko Fujio, cha đẻ của Doraemon, và là tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ như tụi mình. Chuyến tàu ở bước mùa hạ hôm đó dẫn mình đến Gachirayama thuộc tỉnh Kanagawa, thành phố Kawasaki, nơi mà bác đang yên nghỉ. Cảnh tượng nơi này là mình liên tưởng đến những trang truyện tranh Doraemon. Xa xa, đám nhỏ kia khiến mình nhớ ngay đến những Nobita, Trien, Seiko hay Suka. Có một điều thú vị là sticker Doraemon được dán khắp nơi ở trong thị trấn. Bởi vì không biết đường, mình có vào hỏi một bác chủ tiệm tạp hóa. Bác rất là nhiệt tình, còn vẽ đường, vẽ bản đồ cho mình đến thăm mộ bác Fujiko nữa. Tiếp tục đường đi, vô tình nhìn thấy bạn mèo trắng này là mình liên tưởng đến người yêu của Doraemon, Mimi-chan. Xem lại bản đồ tí nào. Đi một lúc thì bắt đầu mình nhìn thấy bia mộ rồi. Nghĩa trang ở Nhật có một điều khá đặc biệt là được sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ, nên cũng không sợ lắm. Địa chỉ nhà của bác nằm ở khu 103, hàng số 7, nhà số 2. Mọi người nhé, nếu ai muốn ghé thăm bác thì cứ ghé thăm, tìm cũng không khó lắm đâu. Đâu rồi? À, đây. Có một điều đặc biệt ở trước mộ bác, đó là một tượng Doraemon. Mọi người có thể nhìn đó để phân biệt. Ngoài ra, tượng này các bạn có thể gửi cho bác những bức thư, nó sẽ đến tay bác đó. Nhét vào khe này nè. Tự nhiên lúc này cảm xúc của Tùng rất lạ. Sự đã rất bồi hồi, là một lời cảm ơn từ một đứa trẻ ở phương xa đã lớn lên từ những trang truyện của bác. Hôm đó khi mình về, trời đã đổ mưa rất to.